Huấn luyện viên Indonesia tuyên bố nóng trước thềm đấu Philippines. Huấn luyện viên Shin Tae-yong tuyên bố Indonesia chắc chắn đi tiếp vào vòng loại 3 World Cup 2026 khu vực châu Á. Tuyên bố được nhà cầm quân người Hàn Quốc đưa ra trước thềm trận tiếp Philippines trên sân nhà Yellora Bungkano ở lượt cuối bảng F vòng loại thứ 2 vào lúc 19 giờ tối ngày 11 tháng 6. Chúng tôi chắc chắn có vé vào vòng loại 3 World Cup 2026, huấn luyện viên Shin quả quyết, tôi không lo lắng trước trận đấu với Philippines. Indonesia đang đứng thứ 2 bảng F với 1 điểm hơn tuyển Việt Nam. Vì thế, họ vẫn nắm quyền tự quyết. Thầy trò Shin Tae-yong sẽ vượt qua vòng loại 2 nếu thắng Philippines. Còn nếu hòa hoặc thua, Indonesia phải chờ kết quả từ trận Việt Nam gặp Iraq diễn ra lúc 1 giờ ngày 12 tháng 6, giờ Hà Nội. Chúng tôi có quyền tự quyết và lợi thế sân nhà. Vì thế, chúng tôi hết sức tự tin dù thua Iraq ở lượt trận thứ 5. Trận này, các cầu thủ Indonesia đã thể hiện tốt và không hề kém đối thủ về lối chơi. Ông lý giải. Để chắc chắn vào vòng loại thứ 3, huấn luyện viên Shin tuyên bố toàn đội sẽ dốc sức thắng Philippines, thay vì trông chờ vào Iraq đánh bại tuyển Việt Nam. Iraq đã chắc chắn đi tiếp với ngôi nhất bảng F sau 5 trận toàn thắng, đạt 15 điểm tối đa. Philippines dù bị loại nhưng vẫn sẽ chơi một trận quyết tâm cao nhất. Do đó, chúng tôi phải dốc sức thắng đối thủ, thuyền trưởng Indonesia nhấn mạnh. Nhà cầm quân Hàn Quốc cũng cho rằng, Indonesia không có đường lùi và chắc chắn không lùi bước. Chúng ta phải nỗ lực hết mức nhất có thể để mang lại chiến thắng cho người hâm mộ. Trong trận đấu quyết định đến tấm vé đi tiếp, Indonesia không có sự phục vụ của Jordi Amat vì nhận thẻ đỏ trực tiếp trận trước. Tuy nhiên, huấn luyện viên Shin Tae-yong đã có trung vệ Jay Aidet thay thế và đây là ngôi sao đang chơi cho Venezia. Đội thăng hạng lên Serie A mùa 2024-2025. Indonesia cũng đón tin vui khi hậu vệ trái Calvin Vetdong, có gốc gác Hà Lan, đã nhập tịch thành công. Cầu thủ sinh năm 1997 đang đá chính cho NEC Nijmegen tại giải vô địch quốc gia Hà Lan từ năm 2022 và đã chơi 51 trận đến nay. Huấn luyện viên Shin Tae-yong đứng trước cơ hội viết tiếp lịch sử giúp bóng đá Indonesia với lần đầu vào vòng loại 3 World Cup. Trước đó, ông cũng lần đầu đưa Indonesia vượt qua vòng bảng ASEAN Cup 2023 trước khi thua Australia ở vòng 1/8. Huấn luyện viên Shin còn giúp Indonesia giành giải tư U23 châu Á 2024. Song lỡ hẹn Olympic Paris 2024 khi thua Guinea 0-2 ở trận play-off liên lục địa.